Tối qua, chương trình cầu truyền hình đặc biệt với chủ đề Khúc Tráng Ca Hòa Bình nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã diễn ra tại 6 điểm cầu gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Định, An Giang. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng lãnh đạo các địa phương, những người có công, thân nhân và nhân dân trên địa bàn. Điểm cầu chính được đặt tại Tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 5 điểm cầu còn lại được đặt tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tỉnh Quảng Nam, đền thờ liệt sĩ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nghĩa trang Dị Xuyên, tỉnh Hà Giang và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Cầu truyền hình đã tái hiện và khắc ghi những trang sử hào hùng của dân tộc, những người đã ngã xuống và hy sinh cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đây là hoạt động tri ân sâu sắc tới gia đình những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, đồng thời giáo dục lòng biết ơn của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy niềm tự hào với truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.